Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc, kêu tâm chân âm mình ôm nhau ngủ say. Muốn được giữ ai đó cho riêng mình, muốn là cả thế giới trong vòng tay ai, muốn cùng nhau đón gió đang bên bếp lửa hồng, trái đất thu bé trong một căn phòng. Trái đất của hai chúng mình số vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy em. Để chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga, về chung mái nhà dẫu chỉ có thấp đèo mong la, chỉ cần giấc mơ tỉnh dậy, giấc mơ được nhìn thấy giấc mơ giữa trưa đèn gợi, anh muốn chân em và nói anh vẫn ở đây. Chúng ta sẽ trong ước mơ gì xa xa, chỉ hai trái tim thương ta sẽ xa chung một nhà, thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Muốn được yêu ai đó cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, chân âm mình ôm nhau ngủ say. Muốn được giữ ai đó cho riêng mình, và chỉ cần có thế muốn thôi. Muốn là cả thế giới trong vòng tay ai, là cả thế muốn giới như đất gió đang bên bếp lửa hồng, trái đất thu bé trong một căn phòng. Trái đất của hai chúng mình số vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy em. Về chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga, về chung mái nhà dẫu chỉ có thấp đèo mong la, chỉ cần giấc mơ thức dậy, giấc mơ được nhìn thấy giấc mơ chưa đầy, anh ôm chặt em và nói anh vẫn ở đây. Từ nay chúng ta sẽ giữ lấy những điều quý giá, từ nay chúng ta sẽ trong ước mơ gì xa xa, chỉ hai trái tim thương ta sẽ sẽ chung một nhà, thế giới vẫn cứ nhỏ bé hơn nhà chúng ta. Ok, chúc hai con sống trong năm hạnh phúc, thương yêu nhau, sống phải có đạo đức, đó là cái lời chúc mà cha mẹ mong muốn hai con lúc nào cũng như vậy hết. Ngày hôm nay thương như nhau thì 10 năm theo 20 năm, 30 năm, 40 năm, nó cao thương được giống như ngày hôm nay. Thương yêu nhau mãi mãi, về dài dài, đầu năm sinh trai, cuối năm sinh gái. Cả cuộc đời, muốn được ngồi nhìn nhau ăn bữa cơm, muốn được tự nhiên khóc khi thấy đời mệt nhọc, kêu tâm chân âm mình ôm nhau ngủ say. Muốn được giữ ai đó cho riêng mình, muốn là cả thế giới trong vòng tay ai, muốn cùng nhau đón gió đang bên bếp lửa hồng, trái đất thu bé trong một căn phòng. Của hai chúng mình số vuông hay tròn, đúng ngày này giờ này là phải bước chung con đường. Nếu như quay ngược thời gian, ngược về quá khứ, anh vẫn chọn con đường anh lần đầu thấy em. Về chung mái nhà dẫu không phải lâu đài nguy nga, về chung mái nhà dẫu chỉ có thấp đèo mong la, chỉ cần giấc mơ tỉnh dậy, giấc mơ
Sao hả? Dạ. Mình muốn làm đầy đủ theo cái phong tục tập quán của người Việt thôi, không có cần phải quá phô trương, cũng không có cần quá màu mè. Chỉ là vì mình là người Việt cho nên sinh ra ở Việt Nam, cho nên mình muốn giữ truyền thống của người Việt thôi. Cái này ưu điểm cũng có, khuyết điểm chắc hơn nhiều. Mới đầu là tụi này khi mà làm á, mình muốn làm đơn giản cho nên mình không có lo nhiều. Mình chủ yếu là vui vẻ hai bên thôi, chứ không có nghĩa là tất cả mọi thứ đều phải học, vì không thứ nào được hoàn hảo hết. Cho nên mình cũng chỉ muốn không làm. Không có lo nhiều, thấy làm thì chỉ để tâm vô làm thôi, chứ còn không có lo. Làm mà tại nhiều khi đồ nó về không kịp thì mới lo thôi. Lúc đó mình cảm thấy mình lo là sợ đồ nó không tới. Mình chỉ chọn cái chỗ nào cho nó mình thích chỗ đó là được rồi.